Cắt liền xuống, cắt cái quả lô các bạn nhé, nó cuốn vào quả lô các bạn ạ. Cắt sâu quá, bởi vì là cái chỗ kia nó có ít núi đổ các bạn ạ, bắt buộc là phải cắt sâu rồi mới lên được núi. Toàn hạt với hạt các bạn ạ, rất là nhiều thóc. Còn quay ruộng này này, lấy nếp cải hoa vàng này. Máy gặt nhiều thóc quá này, bây giờ đang bị trục trặc, đang bị nghẹn máy các bạn nhé. Này, máy này chưa có kinh nghiệm về vùng gặt nếp cải hoa vàng các bạn ạ, cho nên gặt nó bị nghẹn các bạn ạ. Chưa có kinh nghiệm cái này thì chỉ cắt nó vừa tầm thôi, bởi vì cây lúa nếp cải hoa vàng rất là cao và dài các bạn ạ. Mà dây cây của nó dai, lúa dai các bạn ạ. Bị tóc bùng đập à? Không ạ, nó bị nghẹn. Cái này nó dai, lúa này dai lắm các bạn ạ. Nghẹn bùng đập các bạn nhé. Với cái luộng nước lúa nếp cải hoa vàng này thì các bạn phải cảm nhận ra là nó cây lúa rất là cao và dài các bạn nhé, mà lại dai nữa các bạn ạ. Phải có kinh nghiệm gặt, chắc là cũng lần đầu tiên về đây các bạn ạ. Bù đập các bạn này. Cắt từ bên Ukraine về rồi, còn lần đầu tiên thì... Nhưng mà hôm nay mới xuống ruộng các bạn ạ, bởi vì là hôm nay mới chính thức bước vào vụ thu hoạch lúa nếp cải hoa vàng các bạn nhé. Và đằng kia thì cũng có một máy đang thu hoạch các bạn ạ, rất là nhiều anh em bắt chuột, đồng lắm, phải đến mấy chục người đi bắt chuột bạn ạ. 80 người, tất cả kể cả thợ máy là 80 người. Ôi, 70-80 người thôi nhỉ. Nó nên nếp cải hoa vàng được ấy, được mùa mới lại được cả giá mà, thóc bây giờ đang đắt. Đắt là bao nhiêu, đồng chí bao nhiêu? Đắt bây giờ nó phải hai mấy rồi bạn ạ. Bán cả gốc ra đi, được hai mấy. Nha. Quả lô các bạn này, buồng đập bạn nhé. Lúa này nó dài nhỉ. Đây các bạn xem một ruộng lúa nếp cải hoa vàng các bạn này. Toàn thóc là thóc các bạn ạ. Năm nay bội thu, bà con cái nếp cải hoa vàng được mùa được cả giá nữa các bạn ạ. Những giống lúa khác năm nay thì mất mùa, nhưng mà năm nay nếp cải hoa vàng nó được mùa nhỉ. Được rồi. Kiểm tra lại các bạn ạ. Cắt hết thôi là được. Thế nào phải vác niềm xuống cắt cái quả lô các bạn nhé, nó cuốn vào quả lô các bạn ạ. Cắt sâu quá, bởi vì là cái chỗ kia nó có ít núi đổ các bạn ạ, nên là bắt buộc là phải cắt sâu mới lên được núi. Núi đổ mà.
không phải như lúa đứng, lúa đứng mình có thể là hớt ngọn được mà. Bác chủ ruộng này năm nay được mùa sướng quá. Mùa lép cá hoa vàng năm nay được mùa, bạn trúng mùa nhá. Như miền Bắc là những cái giống lúa mà gặt sớm các bạn ạ, hầu như là mất mùa hết các bạn ạ. Nhưng mà riêng lép cá hoa vàng năm nay là được mùa, không bị đổ mà không sâu bệnh. Đây là 77 bao mà dưới kia vẫn còn mấy điểm một nửa. Đấy, quá tốt luôn các bạn. Lúc đầu mới xuống đồng mà gặt chưa quen các bạn ạ. Thế nên là hay bị nghẹn, tập này lái không biết cách lái các bạn ạ, không bị nghẹn. Đấy, lúa này rất dài và dai nên là cắt phải biết cách cắt. Cắt hớt ngọn thôi chứ còn cắt sâu xuống là y như rằng là sẽ bị nghẹn các bạn ạ. Đây còn 3-4 đường đuối nữa là hết là xong các bạn ạ. Xong các bạn ạ. Về các bạn nhé.